Rồi đi đi ra chợ lượn tí. Đây gọi là chợ gì ấy nhỉ? Chợ trung tâm Sa Pa. Chợ trung tâm à? Đây gọi là chợ trung tâm à? Đúng rồi, chợ trung tâm Sa Pa đây. Cái này bán bao tiền xiên đây em? Hơi nhiều rau củ quả. Ngô thì bán nào ấy? 5.000 một bắp ạ. 5.000 một bắp à? Không bán theo cân à? 20.000 một cân. Thế chắc được 4 bắp. Như nó vòng cả đằng bên kia nữa ấy nhỉ. Đó thì anh này cứ này, đi vòng đi theo cái núi này. Đấy, lúc nãy là mình đi vòng ở trong này. Kia có gì không? Đi thẳng ở đây trung tâm ở trong này. Trung tâm kia này. Đi chơi cho mình. Tức là mình lúc nãy mình dễ dễ vòng với lại. Đấy. Tức là mình vòng xuôi. Thank you.